Xin kính chào quý vị khán giả. Nhân Giang rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kênh Telegram của quân đội Nga mới đây cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm phá hủy một cơ sở chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine trong một bunker gần Zhytomyr. Ấn phẩm này cho biết, theo số liệu sơ bộ, quân đội Ukraine đã thiệt hại 25 chỉ huy. Ngoài ra còn thương vong trong số nhân viên hầm trú ẩn. Không có thông tin chi tiết nào khác về vụ tấn công được cung cấp. Zhytomyr là thành phố ở phía bắc của nửa phía tây Ukraine. Zhytomyr chiếm diện tích 65 km2, dân số của thành phố là 261.624 người, ước tính cho tới năm 2022. Zhytomyr là một trung tâm giao thông chính, thành phố nằm trên một tuyến đường lịch sử nối thành phố Kiev với phía tây qua Brest. Ngày nay, nó nối Warsaw với Kiev, Minsk với Izmail và một số thành phố lớn của Ukraine. Zhytomyr cũng là địa điểm của căn cứ không quân Ozhena, một căn cứ máy bay chiến lược quan trọng của chiến tranh lạnh, cách thành phố 11 km về phía đông nam. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zhivetnoy ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã đánh bại nhân sự và trang bị của Lữ đoàn Cơ giới 23, 24, 47, 100, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 59, Lữ đoàn Bộ binh 142 và Lữ đoàn Dù 25 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các lữ đoàn này trong các khu định cư Dryzhnik, Grodovka, Zhuravka, Mikhailovka, Siludovo và Memrik thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, phía Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn tấn công số 53, lữ đoàn cơ giới hóa số 150, lữ đoàn không kích số 71, lữ đoàn tấn công đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các lữ đoàn số 14, 15 của lực lượng vệ binh quốc gia và lữ đoàn tấn công Liut của cảnh sát quốc gia Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại của đối phương lên tới 530 quân nhân, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép, 3 ô tô, 1 pháo tự hành Kasha 155mm sản xuất tại Pháp, 1 khẩu pháo MSB 152mm, 2 khẩu pháo D20 152mm, 3 khẩu pháo 122mm D30 và 1 khẩu súng chống tăng Rapier 100mm. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF hôm ngày 5 tháng 9, khi được đề nghị bình luận về các cáo buộc của Nga về việc Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và Kursk, cả hai đều nằm không xa tiền tuyến. Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông đề nghị Kiev suy nghĩ kỹ về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả. Ông Putin nói, đó là những hành động khủng bố rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ châu Âu? Ukraine hiện vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, một ở phía Nam và 2 ở phía Tây. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào những ngày đầu của cuộc xung đột năm 2022. Nga sau đó tuyên bố sáp nhập Zaporizhia cùng 3 vùng khác ở Ukraine, bất chấp sự phản đối của Kiev. Do tiền tuyến nằm không xa nhà máy Zaporizhia, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở này. Tình hình an ninh tại nhà máy đang được một phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA giám sát. Trong khi đó, những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất từ trước tới nay vào lãnh thổ Nga. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90 km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Theo Putin, Kiev đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy Kursk được cho là có sự tham gia của máy bay không người lái. Phó đặc viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã cảnh báo rằng sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc kiềm chế Kiev có thể gây ra một sự cố hạt nhân với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu. Đề cập đến việc Ukraine đưa quân vào tỉnh Kursk, nhà lãnh đạo Nga nói rằng thương vong lớn mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu tại Kursk sẽ ảnh hưởng hoạt động của lực lượng Kiev trên tiền tuyến miền đông Ukraine. Ông lưu ý, quân đội Nga đã ổn định tình hình và đang dần đẩy đối thủ ra khỏi các vùng lãnh thổ biên giới. Đáng chú ý, không có sự kháng cự nào đối với sự tiến công của chúng tôi ở chiến trường Donbas. Đối phương đã tự làm suy yếu mình trên trục chính bằng cách di chuyển những đơn vị chủ lực đến các vùng biên giới. Theo Tổng thống Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn ở Donbas và đây chính là ưu tiên của Moscow. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân lực và trang thiết bị. Ông Putin nói thêm, Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên trục quan trọng nhất. Thương vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang của đối phương. Đó là điều chúng tôi đang tìm cách đạt được. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine là người ngoài hành tinh vì không quan tâm tới nỗi đau khổ của người dân thường. Ông Putin còn cho rằng chiến dịch tổng động viên sẽ khiến Ukraine kiệt quệ. Theo nhà lãnh đạo Nga, giới lãnh đạo Ukraine không thực sự nghĩ về đất nước. Họ ngụy trang bằng những khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa, lừa dối mọi người. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Pháp bắt giữ và điều tra nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Theo ông Putin, các động thái của Pháp có tính chọn lọc và ông không hiểu hành động của Paris.
Tổng thống Nga cho biết ông từng gặp nhà sáng lập Telegram Durov một lần cách đây nhiều năm, nhưng hai người không giữ liên lạc hoặc gặp lại nhau kể từ đó. Ông Putin chia sẻ, đó là một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân, chúng tôi không gặp lại nhau từ đó và cũng không giữ liên lạc. Ông Martin đã gặp ông Durov không lâu trước khi nhà sáng lập Telegram bị bắt ở Paris. Trong khi đó, tối ngày 5 tháng 9, nhà sáng lập nền tảng Telegram Pavel Durov đã ra một thông cáo dài nói về việc ông bị bắt giữ tại Pháp. Ông lập luận quan điểm của cơ quan công tố Pháp đáng ngạc nhiên vì nhiều lý do. Ông Durov nêu, nếu một quốc gia không hài lòng với dịch vụ Internet, thông lệ đã được thiết lập là bắt đầu hành động pháp lý chống lại chính dịch vụ đó. Sử dụng luật từ thời tiền điện thoại thông minh để buộc tội một giám đốc điều hành về tội ác do bên thứ ba gây ra trên nền tảng mà anh ta quản lý là một cách tiếp cận sai lầm. Doanh nhân gốc Nga nhấn mạnh thêm, xây dựng công nghệ đã khó khăn rồi, sẽ không có nhà đổi mới nào xây dựng các công cụ mới nếu họ biết có nguy cơ phải chịu trách nhiệm cá nhân về khả năng lạm dụng các công cụ đó. Theo tỷ phú công nghệ, cảnh sát nói với ông rằng ông có thể chịu trách nhiệm cá nhân về việc người khác sử dụng trái phép Telegram vì chính quyền Pháp không nhận được phản hồi từ Telegram. Tuy nhiên, ông Durov bác bỏ phát ngôn công ty của ông khó tiếp cận bởi Telegram có đại diện chính thức tại EU để trả lời các yêu cầu. Địa chỉ email của văn phòng đại diện đã được cung cấp công khai cho bất kỳ ai ở EU tìm kiếm từ khóa địa chỉ Telegram EU để thực thi pháp luật, ông nói. Ông Durov nói cho biết, chính quyền Pháp có nhiều cách để liên hệ với ông để yêu cầu hỗ trợ, đồng thời tiết lộ ông là khách thường xuyên tại lãnh sự quán Pháp ở Dubai. Đây là những bình luận đầu tiên của ông kể từ khi bị bắt giữ tại Pháp hồi cuối tháng trước, ngay khi máy bay riêng đáp xuống Paris. Văn phòng công tố Paris ngày 28 tháng 8 thông báo, tòa án đã truy tố nhà sáng lập Telegram Durov 6 tội danh, trong đó có tội đồng lõa phát tán hình ảnh khiêu dâm của trẻ em, buôn bán ma túy, rửa tiền, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ông Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh hơn 5 triệu đô la Mỹ, song không được phép rời khỏi Pháp. Nga đã chỉ trích vụ bắt giữ và cảnh cáo Pháp có thể đối mặt với những hậu quả khó lường. Moscow cũng nghi ngờ Pháp bắt giữ ông chủ Telegram theo đề nghị của Mỹ. Telegram là một trong những nền tảng xã hội lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người sử dụng. Đầu năm nay, ông Durov cho biết một số chính phủ đang tìm cách gây sức ép, nhưng Telegram vẫn giữ định hướng một nền tảng trung lập, không bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Ngày 5 tháng 9 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính trị Pháp khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức bổ nhiệm ông Michel Barnier, cựu nhà đàm phán Brexit, làm thủ tướng mới của nước này. Quyết định này đã được dự báo từ lâu và được đưa ra sau gần 2 tháng bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử lập pháp bất thường khi không có đảng nào giành được đa số phiếu tuyệt đối. Ông Michel Barnier, 73 tuổi, là một tên tuổi nổi bật trong chính trị Pháp. Ông từng giữ chức Ủy viên châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Trung hữu trước khi trở thành người đứng đầu các cuộc đàm phán về Brexit. Với kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề quốc tế và quan hệ ngoại giao, ông Barnier được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định cho chính phủ Pháp trong thời điểm nhạy cảm này. Quyết định bổ nhiệm ông Barnier diễn ra gần 3 tháng sau cuộc bầu cử lập pháp, một sự kiện đã khiến nước Pháp rơi vào tình trạng bế tắc chính trị. Trong cuộc bầu cử này, Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới bất ngờ giành được nhiều ghế nhất, trong khi Liên minh Đảng Phục hưng cầm quyền của Tổng thống Macron đứng thứ hai trước Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia. Sự phân chia này đã tạo ra một tình huống mà không đảng nào có thể chiếm ưu thế rõ rệt, dẫn đến bế tắc trong xác định người đứng đầu chính phủ. Việc bổ nhiệm ông Barnier đã ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nhóm chính trị khác nhau. Các chính trị gia cánh tả, đặc biệt là Jean-Luc Mélenchon từ Đảng nước Pháp bất khuất, đã chỉ trích quyết định này, cho rằng việc chọn một chính trị gia cánh hữu làm thủ tướng là phản ánh không đúng với kết quả của cuộc bầu cử. Ông Mélenchon và các đồng minh đã kêu gọi biểu tình vào ngày 7 tháng 9, cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Tương tự, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen cho biết, đảng này sẽ chờ xem chương trình nghị sự của ông Barnier trước khi quyết định có ủng hộ ông hay không. Sự ủng hộ của phe cực hữu đối với ông Barnier phụ thuộc vào các chính sách và chương trình hành động mà ông đề xuất trong thời gian tới. Mặc dù ông Michel Barnier được đánh giá cao về kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo, ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong vai trò mới của mình. Một trong những thách thức quan trọng nhất là việc xử lý ngân sách năm 2025 của Pháp. Chính phủ do ông Barnier lãnh đạo sẽ cần phải đưa ra một kế hoạch ngân sách phù hợp và có thể thuyết phục Quốc hội Pháp, vốn đang chia rẽ sâu sắc, để tránh nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo một cố vấn của Tổng thống Macron, ông Barnier được xem là tương thích với Tổng thống Macron và có khả năng sẽ không bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm ngay lập tức. Ông Barnier được cho là có thể thu hút ủng hộ các thành viên cánh hữu của Quốc hội mà không gây khó chịu cho phe cánh tả. Điều này có thể giúp ông duy trì sự ổn định chính trị trong thời gian đầu.